Em giảm cân được quá. Mập quá rồi. Mặc đồ không vừa nữa luôn. Thì em sẽ không ăn nữa. Để em quyết tâm. Thì Lily ơi, mình đi ăn gốc trăng nha. Yeah. Trời là gì? Mặt trăng. Trời ơi. Uy nói là Uy không ăn. Ăn cho có mùi thôi chứ không phải là ăn để mập. Bây giờ em đi về, hai người đi, em ở nhà không đi ngồi kế đâu nha. Ngày mai giảm cân được. Ngày mai được không? Trang thì anh. Ừ. Sao ác quá vậy? Nếu em tiếp cập Trang là bây giờ em nói em giảm cân là đi ăn cái đó đúng không? Thì đi đi, hai người đi đi, chở em về. Về phòng em nằm em khóc. Thôi mai giảm cân. Mai giảm cân, bây giờ đi đi. Xin kiều. Nhưng mà mặt trăng là món em thích nhất nha. Nếu mà đi là em phải đi chung. Tối muội đi sáng giờ đó chưa? Da da la la da 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 da. Nhất là nhỏ lớp trưởng cứ không tra bài tập, cứ không nói gì ăn lẹ đi, nói nhiều quá đó ngủ chết. Anh chưa nên bi tin nhân chưa? Chưa. Hãy chưa có đó nữa chứ. Mùa hè là ăn cái đó là... À, với lại gì nữa biết không anh? Mắc có liền. Nem bì bìm nhân thôi nha. Bì bìm nhân. Bì bìm nhân. Bì bìm nhân. Bì bìm nhân. Bì bìm nhân nhân 2개. 2개. Mắc có liền 1개. Ok? Dạ. Bì bìm nhân nhân 2개 주세요 하고 네. 어, 막걸린 1개 주세요. 네. 네, 감사합니다. 비빔냉면 2개 주시고 막걸리 하나 주세요. 비빔냉면 2개 주시고 막걸린 1개 주세요. 누구만? 우리 또 쌤? 어? 안까 không uống đúng không? 응. 안까 lấy sorry. 어 한국 코마이 뜨 남냐? 빠이쪼 릴리 빠이쪼 우유. Nhưng mà em nhỏ tuổi cho nên là em phải uống bánh này. Lắm chữ. Xong rồi, đúng rồi. Dạ. Đầu tiên là uống 100%. Nhỏ tuổi em phải uống 100%. Wow. Wow. Cái này đúng không? Đúng rồi. Trời, uống bánh này lâu lắm rồi. 이게 대창이죠? 이게 곱창. 이게 막, 막, 아, 이게 양. 여기 막창. 아, 막창. 다 자르지 마시고 하나만 들게 해주세요. 이렇게? 예. 예. 어, 그거 들게 자르세요. 죄송합니다. Đừng nói giống cơm ở đây. Chúng ta đang ở trên bàn ăn, đừng nói giống cơm. 이거 먼저 먹어야 돼. 염통. 양통. 어. 그거 많이 익히면 질겨. Thế là em mong chờ nhất là cái này. Ăn thịt vô. Chờ, ngon 100%. Chúng ta là bạn bè uống vậy được chứ không cũng biết. Không phải ở đây đúng không? Đúng rồi, cái này là chút là cẩn thận. Mấy cái tông. Wow. Cái này ăn ngon. Cái này em là em có thể ăn được 7 ngày luôn như một tuần luôn nha. Ăn cái này cá thì, hoặc là ăn thịt hoặc là ăn cái khác nhưng ăn cái này. Em không ăn cái gì ăn cái này cũng được mà. Trong một tuần. Wow. Wow. 감사합니다. 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 우리 엠 파이 뭐 늦은 날 못 줄? 오케이. Cái này ăn với cái này
Khai món nha. Mà tặng. Cái này em thích cái này. Ăn cái gà luôn, cái gà chín này nè. Bình thường em xem mấy chị ăn hút băng hả? Xin ăn như vậy nè anh. Người ta ăn như vậy đó. Gà cũng mà là ngon không? Ăn gà nó có béo béo ở trong mới nhiều hơn, thế là ngon không? Cọc trăng thò hăng buôn chú xèo. Mặt trăng y im buồn chú xèo. Mặt trăng y im buồn đẹp. Chúng mình chả lát xì nè. Chả lát xì nè. Chả lát xì nè. Nhưng mà tại vì khí đông trong cái gì mà nó khô. Khí đông thì sẽ khô. Anh lần này ăn ngon hình. Ăn ngon nhiều. Các em trời mưa. Tại vì các em bị cà tê mưa, bị tê mưa. Vô, ngon thì vô. Cái món nè. Quê nóng lắm. Cô rồi. Mà nó tôi nói cái tôi tới. Ăn nhiều. Mình bỏ ra. Có phô mai thì ngon. Chú kia này mà có phô mai là ngon anh. Giòn. Quên sức nha. Về ngủ ngon nha. Thơm thơm thơm.